Chờ cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan rao giảng rằng: có đấng đến sau tôi nhưng quyền lực hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilea đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, đó là một biến cố quan trọng ở trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu. Như chúng ta thấy, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đã ghi lại rất rõ về biến cố này, như chúng ta nghe ở trong bài đọc 2, trích sách Tông Đồ Công Vụ, và nhất là bài tin mừng mà chúng ta vừa được nghe. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, nó là một cái bước ngoặt ở trong cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Cái bước ngoặt này nó khép lại những năm tháng sống ẩn dật ở Nazareth, để rồi mở ra một cái thời kỳ mới, đó là cái thời gian rao giảng, cái thời gian sống sứ vụ công khai của Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trong biến cố chịu phép rửa, Ngài đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng Chúa Cha từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha, hay là Cha hài lòng về con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái câu hỏi giáo lý rất là căn bản mà hay được đặt ra, và có lẽ mỗi người tín hữu chúng ta cũng cần biết cái câu hỏi đó là: tại sao Chúa Giêsu lại phải chịu phép rửa? Chúng ta biết phép rửa là một cái nghi thức rất phổ biến ở trong Do Thái giáo. Đó là một cái nghi thức thanh tẩy. Nếu như chúng ta đọc lại Cựu Ước, chúng ta thấy Do Thái giáo họ có rất là nhiều cái nghi thức về luật thanh sạch để mà thanh tẩy. Ví dụ như là rửa tay, rửa chân, rửa bình, rửa chén dĩa, vân vân. Thế nhưng mà cái việc làm này hay là cái nghi thức này của người Do Thái, nó chỉ có một cái ý nghĩa là để mời gọi con người ta ý thức với tất cả cái tâm tình, với tất cả cái thái độ, để mà ăn năn sám hối về những lầm lỗi, về những cái sự ô uế mà mình mắc phải. Và chính Gioan hay là phép rửa của Gioan cũng vậy. Phép rửa của Gioan cũng là để dục lòng ăn năn sám hối của đám đông dân chúng. Và chính Gioan đã nói cái điều này: phần tôi chỉ rửa anh em trong nước. Và Gioan còn đi xa hơn khi mà giới thiệu: có đấng đến sau tôi, người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.
Và chỉ có Đức Giêsu là đấng đến để gột rửa nhân loại, gột rửa con người chúng ta trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Và cái phép rửa của Chúa Giêsu mới thực sự có hiệu quả, là mang lại cái ơn tha thứ, mang lại cái ơn tha tội. Cái câu hỏi tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa bởi Gioan trong khi Ngài là đấng vô tội? Thật vậy, tác giả của thư Do Thái ở chương 4 câu 15 đã nói rằng Đức Giêsu Kitô khi đi vào trần gian, Ngài đã mang lấy thân phận con người, Ngài giống con người chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Đức Giêsu là đấng vô tội, vậy thì cớ chi Ngài phải chịu phép rửa, cớ chi Ngài phải thực hành cái việc sám hối thanh tẩy? Vậy thì cái hành động, cái biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đây có ý nghĩa gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, các nhà chú giải giải thích cho chúng ta, các nhà chú giải Kinh Thánh nói với chúng ta, cái việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đây như là một cái gương sáng, như là một cái bài học cho con người, cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng Ngài đã không ngần ngại đứng xếp hàng cùng với các tội nhân để mà lãnh nhận cái phép rửa bởi Gioan. Đó là bởi vì Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ. Ngài là con Thiên Chúa mà Ngài đã mặc lấy xác phàm. Ngày hôm nay một lần nữa Ngài lại tỏ mình ra cho đám đông dân chúng qua cái việc mà đứng xếp hàng cùng với các hối nhân để mà đón nhận phép rửa. Một cái hành động tự khiêm tự hạ để làm gương cho mỗi người chúng ta. Và còn đi xa hơn, Chúa Giêsu như đứng, muốn đứng vào trong cái hàng ngũ của con người chúng ta để làm gì? Đó là để cảm thông với cái thân phận yếu hèn của chúng ta. Và để làm gì nữa? Để con người chúng ta có thể thông phần vào cái sự thánh thiện của Ngài. Các nhà chú giải Thánh Kinh giải thích cho chúng ta như thế. Một cái góc nhìn khác, cái việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đây như muốn nói với mỗi người chúng ta, trong cái thân phận con người, Chúa Giêsu vẫn tuân giữ tất cả những cái nghi thức, tất cả những cái điều mà luật Do Thái đã dạy, luật Thiên Chúa đã dạy. Chúa Giêsu tuân giữ tất cả những lề luật đó trong cái thân phận là con người. Đó cũng là một cái bài học cho mỗi người chúng ta. Chính Đức Giêsu cũng đã làm cái điều đó, thì con người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống cái sự vâng phục. Chúng ta phải vâng phục nhiều điều, không chỉ vâng phục luật của Thiên Chúa, vâng phục luật của Hội Thánh, mà chúng ta còn vâng phục các luật của xã hội. Đó là những điều mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi con người chúng ta. Cái sự vâng phục của mỗi người chúng ta, đó chính là cái phương thế để Chúa uốn nắn và Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được hoàn thiện hơn. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Giám Mục Maximo đã giải thích cho chúng ta rằng Đức Giêsu chịu phép rửa không phải là để được thánh hóa, nhưng là để người thánh hóa cái dòng nước và dùng cái sự thanh sạch của người mà thanh tẩy cái dòng nước đang bao bọc quanh người. Thật vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái phép rửa mà ngày hôm nay Đức Giêsu chịu ở sông Giô-đan, đó là một cái tiền đề để đi đến một cái phép rửa mà chính Đức Giêsu là người thực hiện. Cái phép rửa ấy chính là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài. Chính cái chết của Đức Giêsu là một cái phép rửa mà chính Ngài đã tiên báo trước với các môn đệ rằng Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này được hoàn tất.
Thật vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tội lỗi của con người, tội lỗi của nhân loại, quả thật chẳng có nước nào, chẳng có cái thứ nước nào mà có thể tẩy sạch tội lỗi của con người chúng ta, nếu như đó không phải là nước và máu từ chính trái tim của Đức Giêsu, từ cặn sườn của Đức Giêsu, từ chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua cái biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta khi cử hành ngày lễ hôm nay, chúng ta được gợi nhắc về cái bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận. Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được lãnh nhận cái phép rửa của chính Đức Giêsu, một cái phép rửa trong nước và Thánh Thần. Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được tái sinh, được thanh tẩy toàn bộ tội lỗi, để rồi mỗi người chúng ta được trở nên những người con của Thiên Chúa. Và chúng ta được mời gọi sống giống như cái người con yêu dấu của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô mà Chúa Cha đã chứng nhận trong cái biến cố phép rửa hôm nay. Con là con yêu dấu, Cha hài lòng về con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống mỗi người tín hữu chúng ta phải là một đời sống mới ở trong Đức Kitô. Cái bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta lãnh nhận, nó không đơn thuần là một cái nghi thức để mà nhập đạo. Nó cũng phải là một cái bước ngoặt ở trong đời sống của con người chúng ta, để rồi chúng ta trở thành một con người mới thực sự, một con người sống đức tin, một con người sống với cái đời sống mới ở trong Đức Kitô. Cái hồng ân đức tin mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận, đó là cái hồng ân làm cho mỗi người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Và hồng ân đó, nó đi liền với cái trách nhiệm. Hồng ân thì luôn luôn đi liền với trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm loan báo tin mừng. Cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm sống các giá trị tin mừng. Và cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm thực thi điều Chúa truyền dạy. Cái trách nhiệm đó đã được chính Chúa mời gọi, chính Chúa trao ban qua sấm ngôn của Đức Chúa phán qua môi miệng của tiên tri Isaiah mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1. Chúa phán: Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ mạng đó đã được Chúa Giêsu hoàn tất một cách hoàn hảo. Và sứ mạng đó vẫn được tiếp tục nơi mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay. Mỗi người tín hữu chúng ta được mời gọi phải trở nên ánh sáng cho chư dân, phải trở nên ánh sáng cho mọi người. Cái ánh sáng đó là gì? Ánh sáng đó chính là ánh sáng của chân lý, của sự thiện, của vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng nơi con người chúng ta. Cái ánh sáng đó chính là công bình và bác ái. Ánh sáng đó chính là sự hòa giải, là sự nối kết, là sự giải thoát con người chúng ta khỏi mọi tội lỗi, để nhân loại chúng ta, từng người chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa và được họ hiệp thông với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cần ghi nhớ, chính con Thiên Chúa, chính Đức Giêsu, Ngài đã đến để gánh tội trần gian, đã đền thay tội lỗi cho mỗi người chúng ta, để giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng hãy ghi nhớ về cái hồng ân đức tin mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận, cái hồng ân được làm con cái của Thiên Chúa. Để rồi từ đó mỗi người chúng ta biết ý thức trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết tạ ơn Chúa đã dựng nên mỗi người chúng ta, chúng ta biết tạ ơn Chúa đã tái sinh mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa.
chúng ta tạ ơn Chúa, đồng thời chúng ta cũng noi gương Đức Giêsu để rồi mỗi người chúng ta trở nên tia sáng, trở nên ánh sáng cho anh chị em. Chúng ta trở nên ánh sáng của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng ta trở thành những người cộng tác trong cái công trình, trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Một cái kế hoạch đem lại hạnh phúc, đem lại tình thương, đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Amen.